Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chừng một thời thần sau, Vương Bộ Đầu trở lại. Mạnh Thiên Sở đang ngồi nói chuyện phiếm với Hạ Phượng Nghi, Phi Yến trong phòng khách. Thấy ông ta vào, liền mời ngồi xuống. Phi Yến rót cho ông ta một chung trà. Vương Bộ Đầu lên tiếng: "Sư gia, vừa rồi theo lời dặn của ngài, tôi cùng các huynh đệ đã chia nhau triển khai hành động. Phụ thân của Tả Giai Âm xác thực là bệnh sinh bệnh rồi. Người dưới trong Tả phủ đều nghị luận cho rằng phụ thân của Tả Giai Âm dường như là mắc phải một chứng quái bệnh. Người càng lúc càng ốm, khí sắc không được tốt cho lắm, ăn cũng không được, ngủ cũng không yên, từ một đại hán tử mà đã trở thành một người không được trăm cân." "Vậy ư?" Mạnh Thiên Sở nghe xong vô cùng hiếu kỳ. "Có điều tra rõ thân phận của cha Tả cô nương không?" "Tra rồi, thì ra mẹ của Tả Giai Âm không phải là vợ chính của Tả lão gia. Vợ chính của ông ta ở kinh thành. Ông ta nhận thức quen mẹ của Tả Giai Âm ở Hàng Châu. Lúc đó mẹ của Tả Giai Âm chính là nghệ kỹ, kỹ nữ chỉ bán nghề không bán thân, nổi tiếng trong Thanh Lâu, tên gọi là Lệnh Thái Nhi, cầm kỳ thi họa không món nào không thông, hơn nữa xinh đẹp vô cùng. Nghe nói Tả lão gia vốn chỉ định ở lại Hàng Châu mấy ngày, không ngờ ở luôn một mạch nửa năm, bỏ tiền ra chuộc bà ta từ Thanh Lâu. Sau đó Tả lão gia trở về kinh thành, nói sẽ nhanh chóng đến đón, không ngờ Tả lão gia đi một lúc là mất 5 năm luôn. Khi ông ta đi, Lệnh Thái Nhi đã có mang, không lâu sau thì sinh ra Tả cô nương vậy." Vương Bộ Đầu nói luôn một mạch, sau đó mới thở ra một hơi. "Sau đó thì sao?" Mạnh Thiên Sở liền hỏi. "Lệnh Thái Nhi sinh xong Tả Giai Âm, nhờ người mang thư đến cho Tả lão gia, nhưng nhất mực bặt tin như chim trong biển lớn, cho đến khi Tả Giai Âm 5 tuổi, ông ta mới trở lại như kỳ tích vậy." "Vậy mẹ của Tả Giai Âm không lấy người khác hay sao?" Mạnh Thiên Sở liền hỏi. "Nghe nói là không, mai mối rất nhiều, nhưng đều cự tuyệt hết." Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới thở dài một hơi. "Nữ tử xinh đẹp như vậy mà để bỏ dở cả tuổi xuân, Tả lão gia tử này cũng quá ác rồi." Hạ Phượng Nghi và Vương Bộ Đầu đều gật đầu tán đồng. "Vậy cha của Tả Giai Âm trở về làm gì?" Hạ Phượng Nghi hỏi. "Nghe nói là cho tiền, cấp cho hai mẹ con họ một món tiền rất lớn. Lúc đó số tiền trên người của Thái Nhi xem ra cũng không còn nhiều nữa. Ông ta trở về cho tiền, ở nửa năm rồi đi." "Nam nhân gì thế? Ông ta sao không mang họ đến kinh thành vậy?" Hạ Phượng Nghi bất bình hỏi. "Đúng vậy, đáng ghét quá mà. Chẳng lẽ ở nhà còn có sư tử Hà Đông sao?" Mạnh Thiên Sở hỏi. "Sư gia nói chí phải." Vương Bộ Đầu đáp. "Hả?" Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi không hẹn mà cùng kêu lên. "Tả lão gia tử đó vốn là một sư thinh nghèo, đến kinh thành ứng thí kim bảng đề danh xong thì bị nhạc phụ đại nhân tương lai của ông ta nhìn trúng, chiêu là rể tài. Phụ thân của người vợ cả chính là lại bộ thượng thư, do đó ông ta dễ dàng vào triều đình làm quan." "À, thì ra là vậy." Mạnh Thiên Sở gật gù. "Mọi thứ của nam nhân đó đều do nhạc phụ như Thái Sơn cấp cho, do đó đối với vị phu nhân của mình rất cẩn thận e dè. Nghe nói ở trong triều có tiếng là sợ vợ." "Vậy cũng chả trách." Hạ Phượng Nghi nói. "Sau đó thì sao?" "Ông ta tự nhiên không thể đón họ lên kinh thành rồi. Mẹ con họ nhất mực ở đây, dùng tiền của Tả lão gia mở tiểu điếm, chính là chi vị quán, sinh ý rất tốt. Ninh Thái Nhi đó là một người rất biết làm ăn, chẳng những mở tiểu lâu còn có rất nhiều đất. Ở Hàng Châu này chỉ trong vài năm đã coi như là giàu có một phương rồi." Hạ Phượng Nghi chề môi. "Tả lão gia tử đó sao lại trở về nữa vậy? Lương tâm cắn rứt hay là nhìn trúng gia tài của người ta?" Rõ ràng là Hạ Phượng Nghi không có hảo cảm gì với Tả lão gia tử này. Vương Bộ Đầu liền nói. "Điều này thì còn chưa rõ, chỉ nghe nói ông ta cáo lão về quê, lần cuối cùng trở về này rồi không đi nữa, đến bây giờ đã được 3 năm rồi." "Thì ra là lão cán bộ đã hạ cánh máy bay." Mạnh Thiên Sở nhủ thầm như vậy. Tiếp theo đó, Mạnh Thiên Sở phái Tống Tửng Vũ đi nghe ngóng xem Lý Như Hàn giúp lo liệu tang lễ ở nha môn của tri phủ đã về hay chưa. Chẳng mấy chốc sau, Tống Tửng Vũ trở về báo cáo là sáng sớm nay đã lên núi chôn xong. Lúc này chưa trở về, xem ra phần mộ được chọn ở chỗ khá xa, do đó chỉ còn nước từ từ chờ. Vừa rồi nghe Vương Bộ Đầu giới thiệu về tình hình của cha Tả Giai Âm, lòng Mạnh Thiên Sở càng có chút hiếu kỳ đối với cô nàng này. Chỉ có điều từ tình hình do Vương Bộ Đầu báo lại, không hề phát hiện vì sao Tả Giai Âm lại vô sự ân cần với hắn như vậy. Chẳng lẽ là đúng như lời Phi Yến nói, nữ tử này đã nhìn trúng hắn sao? Tả Giai Âm vô cùng xinh đẹp, nhưng nếu sánh với Hạ Phượng Nghi thì còn kém một bậc.
Thế nhưng Hạ Phượng Nghi dù sao cũng không phải là vợ thật của hắn, sau này còn phải chia tay. Hơn nữa, đối với hắn lạnh lùng vô cùng, cho nên Mạnh Thiên Sở đã không còn hứng thú cố giả cuộc hôn nhân giả mạo này. Xem ra cô nàng Tả Giai Âm này có phần thực tế hơn. Hơn nữa, trên người của nàng ta có một loại lực hấp dẫn thần bí, khiến cho Mạnh Thiên Sở vô cùng hiếu kỳ. Trong lòng hắn ít nhiều có ý muốn đeo đuổi nàng ta. Ngày đã vào trưa, bụng bắt đầu đói. Hơn nữa nghe chuyện Tả Giai Âm cả nửa ngày, Mạnh Thiên Sở quyết định giữa trưa đến Chi Vị Quán dùng cơm, biết đâu có thể phát hiện thêm điều gì đó. Hắn mang theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến được Vương Bộ Đầu tháp tùng ngồi xe ngựa đến Chi Vị Quán ở cạnh Tây Hồ. Tả Giai Âm còn chưa đến tiệm, xem ra Tả lão gia ở nhà mắc bệnh rất nặng. Bọn hỏa kế trong tiệm đã biết bọn Mạnh Thiên Sở, cho nên vội vã mời họ lên nhã tọa ở tầng 2, dọn ra một bàn thức ăn Hàng Châu. Tả Giai Âm không có mặt, Mạnh Thiên Sở không có hứng thú gì, uống vài chung rượu rồi dựa vào lan can nhìn người đi đường bên dưới. Chính vào lúc này, hắn thấy ở cuối đường có mấy thiết kỵ chạy như bay tới, roi ngựa vụt vun vút, người đi đường đua nhau tránh, ai tránh chậm bị roi chúng người co rúc lại, không dám kêu thét tiếng nào. Mấy người này ăn mặc sang trọng, phi ngựa rất nhanh, đến trước Chi Vị Quán liền dừng ngựa. Tất cả họ đều đầu đội mũ nhọn, mang giày da trắng, y phục màu xám, cột trên lưng làm bằng tơ, mặt nghiêm khắc vô cùng. Dẫn đầu là một trung niên đầu to, tai lớn, quét mắt nhìn đánh giá tiểu lâu, gật gật đầu, vút ra một tiếng to gió to, từ từ xuống ngựa. Một điếm tiểu nhị mặt mày tươi rói chạy ra nghênh đón. Các vị khách gia, nghỉ lại hay là... Chát! Điếm tiểu nhị bị ăn ngay một roi, kêu thảm, ôm mặt sụp xuống đất, từ trán tới tai lộ rõ một dấu roi dưới máu dài. Cút đi! Gã mập đó phung chân đá điếm tiểu nhị. Gọi à chủ Tà Giai Nhân của Chi Vị Quán này ra đây cho lão tử. Mạnh Thiên Sở nhíu mày. Người này sao bá đạo như vậy? Ơ! Vương Bộ Đầu vội đưa ngón tay ra hiệu đừng lên tiếng. Đây đều là người của Đông Hán, sao lại không bá đạo được? Sư gia đừng nhìn nữa, coi chừng bọn chúng kiếm chuyện. Phi Yến đứng bên cửa sổ nhìn rõ người này, mặt tái nhợt, kéo tay áo của Mạnh Thiên Sở ra hiệu cho hắn đừng nhìn nữa. Danh từ này quá nổi tiếng, nổi tiếng đến nỗi Mạnh Thiên Sở từ mấy trăm năm sau ngược về thời cổ đại không khỏi dùng mình. Đông Hán là cơ cấu đặc vụ nổi tiếng được Minh Thành Tổ kiến lập sau Cẩm Y Vệ vào thời Minh, chức trách chủ yếu là dò xét những kẻ mưu nghịch, nói lời bậy bạ hay đại gian ác, ngang quyền với Cẩm Y Vệ. Lúc đầu, Đông Hán chỉ phụ trách trinh thám, bắt người, không có quyền thẩm vấn phạm nhân. Khi bắt được kẻ hiểm nghi, đều phải giao cho Cẩm Y Vệ, Bắc Chấn Phủ Ti thẩm lý. Nhưng do cao quan của Đông Hán là thái giám hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, là người của Hoàng thượng, nói năng dễ dàng hơn nhiều, nên có thể hiểu và chiếm được lòng tin của Hoàng thượng, dần dần được Hoàng thượng trọng dụng hơn. Do đó, đến những năm Gia Tĩnh của Minh Triều trở về sau, quyền thế của họ đã ngang bằng, thậm chí vượt hơn Cẩm Y Vệ. Do Cẩm Y Vệ của Đông Hán đều mặc chế phục đặc thù, cho nên lão bá tánh chỉ cần nhìn thấy là nhận biết mà tránh xa. Vừa rồi điếm tiểu nhị của Chi Vị Quán cố làm gan ra đón, cuối cùng vẫn bị đánh oan một roi. Những gì Mạnh Thiên Sở biết về họ chỉ là từ điện ảnh, truyền hình hay là tiểu thuyết mà thôi. Hôm nay chân chính nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, vô cùng ngang ngược. Điếm tiểu nhị bị đánh, điếm trưởng quỹ không thể trốn phía sau được, đành phải cố làm gan chạy ra, cười hề hề thưa: Các vị quan gia, bớt giận, bớt giận. Chủ của chúng tôi có chuyện đi rồi, thỉnh các vị quan gia lên lầu ngồi đi. Đi rồi ư? Đi đâu? Vị mập lùn đó nhìn lên, nhìn xuống, đánh giá trưởng quỹ, khiến cho trưởng quỹ run bắn toàn thân, nhưng vẫn cười cầu tài đáp: Tả cô nương đó trở về nhà rồi. Tên lùn mập đó hu roi trên không trung: Người biết chúng ta là người gì không? Điếm trưởng quỹ cố cười: Dạ biết. Chát! Một tiếng chát vang lên, điếm trưởng quỹ bị tát một cái cực mạnh. Biết mà ngươi, còn không mau cho người đi gọi con nhỏ họ Tả đó đến đây. Điếm trưởng quỹ đã hơn 50 tuổi, bị một cái tát cực mạnh của tên mập khiến loạng choạng té lên đất, mũi xịt máu suýt ngất đi, há miệng phun ra hai cái răng gãy. Tên mập đó vừa định vung roi lên đánh, Mạnh Thiên Sở thế vậy nhịn không được nữa, không thiết gì khác đứng bật dậy định quát ngừng tay, thì nghe từ xa có tiếng của một nữ tử quát chìm: Ngừng tay! Mạnh Thiên Sở hơi ngẩn ra, nghe thanh âm này vô cùng quen thuộc, bèn ngước mắt nhìn, quả nhiên chính là Tả Giai Âm. Tên mập đó dừng roi lại giữa không trung, lòng hơi kinh ngạc, thời buổi này mà còn có kẻ dám bảo người của Đông Hán ngừng tay, hay là có kẻ ăn gan hùm mật gấu rồi. Y từ từ xoay mặt qua nhìn, thấy đó là một mỹ nữ tuyệt sắc đang lạnh lùng nhìn, bước tới từng bước một. Tên mập nháy mắt với đồng bọn,
Mấy tên lính Đông Hán cười hi hi nói: "Tiểu nương tử, là cô bảo dịch trưởng của chúng ta dừng tay đó sao?" Tả Giai Âm lạnh lùng nói: "Đúng vậy. Cô em không để chúng ta đánh lão đầu đó, chẳng lẽ là để chúng ta đánh cô em?" Một tên khác cười nói: "Ta thấy không phải đâu, à có muốn chúng ta đánh hả, mà là để muốn mấy huynh đệ chúng ta ấy ấy." Nói đến đây hắn sợ cầm cười dâm. Tả Giai Âm lập tức xuất thủ nhanh như điện. Tên cười dâm ngửa bụng này lập tức bị Tả Giai Âm đá cho một cước, tức thì nằm bẹp dưới đất. Mấy tên khác còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì Tả Giai Âm đã như gió thu quét lá khô, chỉ đông đánh tây, chốc sau là đánh mấy tên lính này ngã rạp xuống đất hết. Mạnh Thiên Sở nhìn mà ngẩn ra, há hốc miệng không ngậm lại được. Hắn kinh ngạc không phải vì võ công của Tả Giai Âm, võ công này chẳng cao minh hơn hắn bao nhiêu, mà kinh là vì Tả Giai Âm rõ ràng là biết đối phương là người của Đông Hán, thế mà còn dám động thủ, quả thật là không muốn sống nữa rồi. Há hốc mồm kinh ngạc giống như Mạnh Thiên Sở, còn có tên dịch trưởng Đông Hán mập lùn kia, y quả là không dám tin vào mắt mình, không dám tin thế giới này còn có người dám đánh ngã người của Đông Hán ngay ngoài đường. Run bắn liền hỏi: Ngươi là ai? Các ngươi đến tìm ta, sao lại không biết ta là ai? Ngươi là Tả Giai Âm. Tả Giai Âm từ từ đến cạnh tên mập lùn: Không sao, các ngươi vì sao làm loạn quán của ta, đánh bị thương người của ta? Chúng ta là Đông Hán. Ta biết các ngươi là Đông Hán, cái bộ da chó của các ngươi đã nói rõ rồi, vậy ta hỏi các ngươi bằng cái gì mà đến quán của ta làm loạn đây? Chúng ta phụng mệnh của Tư Phòng đại nhân, thỉnh ngươi và Tả đại nhân trở về kinh thành. Vậy không cần phải đánh người chứ? Tên mập lùn này biết không phải là đối thủ của nữ tử, vừa rồi mấy tên lính kia bị đánh nằm dưới đất mãi không gượng dậy, biết là hảo hán không sợ cái nhục trước mắt, cười hề hề nói: Đây là hiểu lầm thôi. Vậy sao, quy tính của dịch trưởng là gì? Ta họ Tiếu, tên Trấn Bằng. À, thì ra là Tiếu dịch trưởng. Tả Giai Âm lạnh lùng cười, từ từ móc trong người ra một thẻ bài nhỏ, đưa ra trước mặt Tiếu Trấn Bằng. Tiếu Trấn Bằng định thần nhìn, tức thời run bắn người, cung thân thi lễ: Ti chức đáng chết, ti tức đáng chết, thỉnh... Tả Giai Âm lạnh giọng: Im miệng, trở về báo cáo người của các ngươi đến tìm ta, rằng chừng nào ta rảnh, ta sẽ tự về kinh thành tìm y. Dạ, ti chức đáng chết, ti chức không biết Tả cô nương, ngài là... Ti chức xin cáo từ. Tiếu Trấn Bằng luôn miệng xin lỗi, khom người xá, lùi bước tới gần mấy tên lính, đá chúng mấy đá. Mẹ nó, còn không đi mau. Mấy tên lính của Đông Xưởng vội gượng bò dậy, dìu nhau không dám lên ngựa trước mặt Tả Giai Âm, mà dắt chúng ra rất xa mới lên ngựa ra roi chạy đi. Tả Giai Âm ngước mắt nhìn Mạnh Thiên Sở đang ở cửa sổ mỉm cười, đỡ trưởng quý dậy, sau đó tiến vào trong quán. Tiếp theo đó là tiếng cầu than vang vọng. Tả Giai Âm bước lên, Phi Yến vội chạy tới mở cửa phòng, vừa khẩn trương vừa phấn khích nhìn Tả Giai Âm, muốn hỏi nhưng lại không dám mở lời. Mạnh Thiên Sở vô cùng kỳ quái nhìn Tả Giai Âm. Trước đây khi xem tiểu thuyết, hắn biết tổ chức của Đông Hán không có kết cấu phức tạp như Cẩm Y Vệ. Lãnh tụ tối cao của họ xưng là Hán Công, dưới có thiết đặt một vị thiên hộ, trăm vị bá hộ, rồi trưởng ban, lĩnh ban, tư phòng, còn phụ trách công tác lồng bắt cụ thể là dịch trưởng và phiên dịch, phiên tử, lính phiên. Dịch trưởng tuy chỉ là chức quan rất nhỏ trong Đông Hán, nhưng quan tuy nhỏ mà quyền lợi rất lớn. Quan phổ thông dù có cấp bậc rất lớn, khi gặp người của Đông Xưởng đều phải khách khí mấy phần. Do đó Tả Giai Âm có thể chấn áp người của Đông Hán, khẳng định phải mạnh hơn Đông Hán. Thế nhưng người nào có thể mạnh hơn Đông Hán bây giờ? Cẩm Y Vệ ư? Có khả năng nhưng cũng không chắc lắm, vì Cẩm Y Vệ nhiều lắm chỉ ngang bằng với Đông Hán, chẳng thể nào hơn hắn được. Để khiến cho dịch trưởng của Đông Hán sợ chạy như vịt như vậy, Cẩm Y Vệ không thể làm được. Mạnh Thiên Sở đứng dậy cung tay nói: Tả cô nương thật là khiến cho Mạnh mỗ càng biết càng khó hiểu vô cùng. Không biết Tả cô nương là thần thánh phương nào mà ngay cả dịch trưởng của Đông Hán cũng công kính với cô, bị đánh mà còn phải xin tội như vậy. Vừa rồi Tả Giai Âm đưa thẻ bài cho Tiếu Trấn Bằng xem, với góc độ và cự ly rất khó cho Mạnh Thiên Sở nhìn rõ, cho nên hắn không hiểu đó là thẻ bài gì mà có lực uy hiếp lớn đến như vậy. Tả Giai Âm vẫn cười như cũ, phảng phất như chưa hề phát sinh ra chuyện gì. Mạnh sư gia, nói lời này sao Giai Âm nghe không hiểu gì hết vậy? Mạnh Thiên Sở biết nàng ta cố làm vẻ khờ, không muốn trả lời vấn đề này, đành cười nói: À, không có gì, thỉnh Tả cô nương ngồi xuống. Chờ Tả Giai Âm ngồi xuống xong, Hà Phượng Nghi quan tâm hỏi: Tả cô nương, bệnh của Lệnh Tôn có đáng ngại không? Tả Giai Âm hơi nghiêng người: Đa tạ phu nhân quan tâm,
gia phụ chỉ bệnh thường, lúc khỏe lúc mệt, kỳ thực không có gì đáng ngại. Mạnh Thiên Sở nghe ngữ khí của Tả Giai Âm nhàn nhạt, biết là trong bụng đầy tâm sự, nhưng cũng không muốn báo cho bọn hắn biết. Lúc này bọn hắn cũng ăn sắp xong rồi, liền đứng dậy cáo từ. Tả Giai Âm nhất bực tiến xuống lầu. Trên đường trở về, Phi Yến cuối cùng nhịn không được liền hỏi: "Thiếu gia, vị Tả cô nương này rốt cuộc là ai mà ngay cả Đông Hán cũng sợ như vậy?" "Đúng à, xem thân phận của cô ta vô cùng thần bí. Chúng ta nên nhớ, những sự tình có liên quan đến Đông Hán thì chúng ta phải thập phần cẩn thận. Chuyện này không được nói với bất kỳ người nào." "Biết rồi." Phi Yến cùng mọi người đều gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết chuyện liên quan đến Đông Hán không thể tùy tiện nói ra. Trở về cửa nha môn huyện Nhân Hòa, người trực tại cửa vừa thấy Mạnh Thiên Sở đã vội đến đón thưa: "Sư gia, ngài về rồi. Quản gia của Lý đại viên ngoại đã ở nha môn chúng ta chờ lâu rồi, tiểu nhân đi gọi ông ta." Nói xong liền chạy nhanh vào trong. "Lý đại viên ngoại ư?" Mạnh Thiên Sở nhất thời không hiểu đó là ai. Vương Bộ Đầu ở một bên giải thích: "Lý Quân Chánh, Lý đại viên ngoại, chính là ca ca của tri phủ phu nhân." Mạnh Thiên Sở tức thời minh bạch: "Cha của Lý Nhớ Hán?" "Đúng vậy." Vương Bộ Đầu hơi bất ngờ, Mạnh sư gia biết công tử Lý Nhớ Hàn mà lại không biết cha của y là Lý Quân Chánh, Lý đại viên ngoại. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người tiến vào nha môn, thấy ở bên cửa ngách có một cỗ xe ngựa lớn, trang sức rất hào hoa. Lúc này, tên nha dịch lúc nãy dẫn theo một lão đầu từ hậu sảnh bước ra, giới thiệu cho Mạnh Thiên Sở. Vương Bộ Đầu nhận ra lão đầu này, chào hỏi: "Lão Lý Thúc à, ông đến đây ư?" Quản gia của Lý đại viên ngoại là lão Lý Thúc cười ha ha đáp: "Đúng, thiếu gia chúng ta bảo tiểu nhân đến đây thỉnh Mạnh sư gia và Mạnh phu nhân đến phủ chơi." Tên Lý Như Hàn này cuối cùng cũng đưa tang trở về rồi. Cách làm sao để phá án con trai chi phủ chết thì Mạnh Thiên Sở đã định ra rồi. Kha chủ bị trúng độc cấp tính, ban đêm chết bất đắc kỳ tử. Vì thế khả năng hạ độc chính là cùng ngày với kha chủ chết. Do đó cần phải tra rõ trong ngày này kha chủ đã tiếp xúc với ai, từ đó xác định người hiểm nghi. Phạm vi này xem ra không lớn lắm, nhân vì kẻ có thể tiếp xúc và ở bên cạnh công tử của tri phủ đại nhân để có cơ hội hạ độc cũng không nhiều. Tối hôm qua ở hoa thuyền Ấn Nguyệt chân Tây Hồ, cô nàng Gai Sa Liên Y đã từng nói chiều trước khi kha chủ chết đã từng cùng Lý Như Hàm đến hoa thuyền Ấn Nguyệt. Hai người còn nói chuyện cả nửa ngày, bên trong có chuyện gì cổ quái hay không thì cần phải tra cho rõ ràng. Nói chung muốn xác định người hiểm nghi phạm tội thì phải ra tay từ chỗ Lý Như Hàm này. Mạnh Thiên Sở mang theo Hạ Phượng Nghi, Phi Yến cùng lên xe ngựa chờ sẵn. Lý quản gia ngồi ở bên hông, xe ngựa rời khỏi nha môn chạy về ngoại thành. Mạnh Thiên Sở thấy hơi kỳ quái, vén rèm xe lên hỏi: "Lão Lý Thúc, chúng ta sao lại ra ngoài thành như vậy? Chẳng lẽ thiếu gia của các người còn có nhà cửa ở ngoài thành sao?" "Đúng à, và cũng không đúng, chờ chút nữa sư gia sẽ biết ngay thôi." Ngập ngừng ấp úng làm cái quỷ gì vậy? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ: "Chẳng phải đó là trang viện của địa chủ hay sao? Có cái gì mà kỳ chứ? Người có tiền ai mà không vậy? Đi mua nhà mua đất bất động sản khắp nơi, có gì mà kỳ?" Xe không ngừng chạy dọc theo đường núi, chạy hơn nửa thời thần thì đến một chỗ sơn thanh thủy tú. Xe dừng lại, lão Lý Đầu vén rèm cửa lên nói: "Mạnh gia, phu nhân, chúng ta đến rồi, thỉnh xuống xe thôi." Người trong xe bước xuống, Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn: "Cha cha, một trang viên quá lớn. Nếu nói Hàng Châu có mỹ cảnh như thiên đường thì cảnh sắc trước mặt đúng là thiên đường ở nhân gian rồi." Trước trang viên có treo một biển lớn, trên có tả bốn chữ đại tự: "Gia âm trang viên theo tống thể, chữ in thể tống." Hạ Phượng Nghi cũng ngước mắt nhìn cả kinh khen: "Wow, đẹp quá. Phu quân, chàng nhìn xem, toàn núi đều là hoa, đẹp quá à." Mạnh Thiên Sở vừa rồi không chú ý đến hoa, lúc này nhìn lại sắc mặt lập tức biến hẳn. Vì thấy toàn núi có hoa màu vàng và hồng nở rộ thập phần tươi đẹp, từng đóa kiều diễm vô cùng. Giữa rừng hoa bạc ngàn ấy có một đôi nam nữ sánh vai nhau đi tới. Nữ thì thân hình thon thả, nam thì khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều hơi ốm o. Kẻ mỉm cười đang cùng gia nhân tiến tới, đó chính là cháu bên vợ của Kha Chi Phủ, Lý Như Hàn và Lữ Lang thần bí Tả Giai Âm. Tả Giai Âm lúc này lại mặc đồ rất khác so với ngày thường. Nàng ta vốn mặc đồ rất trang nhã, hôm nay lại mặc váy màu hồng nhạt thêu đầy bướm như đang múa may giữa ngàn hoa. Chỉ có điều bên cạnh đàn bướm xinh tươi đó còn có một nam tử đẹp trai làm bạn. Phi Yến nhìn thấy thần sắc của Mạnh Thiên Sở không ổn, khẽ kéo tay áo của hắn, trong mắt đầy nhu tình và sự an ủi, phảng phất như bảo: "Đừng động tâm, chàng không phải còn có em đây hay sao?"
Nhưng mắt của Mạnh Thiên Sở không hề nhìn Phi Yến mà chỉ nhìn chằm chằm vào người của Tả Giai Âm, nhãn thần đầy vẻ phức tạp, không biết là tức giả, yêu thương hay là tức giận. Lý Như Hàn ngay từ xa đã chào hỏi: "Mạnh huynh, hoan nghênh quang lâm tại trang." Mạnh Thiên Sở cung tay nói: "Trang viên của Lý huynh quả thật là thập phần xinh đẹp, đặc biệt là hoa tươi khắp núi đồi này, sinh hoạt giữa hoa đẹp gió ngàn, hai vị quả thật là đôi bạn lữ thần tiên à." Tả Giai Âm điềm đạm cười: "Trang viên này là của tiểu muội, không hề quan hệ gì với Lý gia của huynh ấy." Lý Như Hàn hơi bối rối: "Giai Âm, chúng ta chẳng phải là đã đính hôn rồi hay sao?" "Cho dù là gả về cho huynh, trang viên này cũng là của Tả gia ta, không phải là của Lý đại viên ngoại gia nhà huynh." Hiện giờ thì Mạnh Thiên Sở đã hiểu vì sao lúc trước Hồ Tiểu Kỳ ở Chi Viện Quán lại kính úy với Tả Giai Âm như vậy. Thì ra Tả Giai Âm là vợ chưa cưới của cháu bên vợ của Kha Chi Phủ. Chỉ có điều căn cứ vào lời Tả Giai Âm lúc nãy, tựa hồ không coi chuyện này là vinh hạnh, đối với Lý Như Hàn chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Gương mặt co rún của Mạnh Thiên Sở từ từ hòa hoãn trở lại. Xem ra Lý Như Hàn chỉ mới đính hôn với Tả Giai Âm, còn chưa thành thân. Tả Giai Âm lại có vẻ không tôn trọng Lý Như Hàn lắm, quan hệ dường như không tốt mấy. Hôn sự của họ có thể coi là môn đăng hộ đối, hai nhà đều là đại hộ. Gia tài của Tả gia có thể không sánh bằng Lý gia, nhưng Tả lão gia tử dù sao cũng là thiếu khanh đã về hưu của Đại Lý Tự, còn Lý gia chỉ là có quan hệ bên vợ với Chi Phủ Hàng Châu mà thôi. Lý Như Hàn nghe Tả Giai Âm nói thế, thần tình càng bối rối hơn, vội ho một tiếng nói: "Giai Âm, để ta giới thiệu cho nàng một chút." "Không cần nữa, hai vợ chồng Mạnh sư gia thường quang lâm Chi Vị Quán, chúng ta đã quen lắm rồi." Nói xong không nhìn Mạnh Thiên Sở mà đi thẳng đến bên cạnh Hạ Phượng Nghi, nồng nhiệt cầm tay nàng: "Phu nhân đi đường cực khổ, trang viên này của ta có thể nhìn hợp mắt không?" Trong mắt Hạ Phượng Nghi lóe lên tia hưng phấn thích thú đáp: "Hoa mỹ lệ như thế này ta mới thấy lần đầu à, hễ nở là nở hết một loạt, giống như biển lửa vậy, thật là đẹp quá." "Phu nhân thích là được rồi, hoa này là ta lấy giống từ phương Nam tới, ta lần đầu tiên nhìn thấy hoa này có tâm tình cũng giống như phu nhân vậy, vốn cho rằng chúng không sống nổi ở chỗ này, không ngờ lại sinh trưởng tốt như vậy. Nếu như phu nhân thích, khi về ta sẽ nhờ người dưới chuẩn bị một ít hạt giống cho phu nhân mang về, phu nhân cũng trồng một ít đi." "Quá tốt rồi, vậy xin cảm ơn trước, chỉ tiếc là ta không có trang viên lớn như vậy, chỉ sợ không tạo ra hiệu quả như thế này thôi." Tả Giai Âm cầm tay Hạ Phượng Nghi từ từ tiến bước giữa rừng hoa, Mạnh Thiên Sở và Lý Như Hàn nói chuyện theo sau, đi qua một hành lang rất dài đến một ngôi nhà vườn nằm sau hòn núi nhỏ. Nơi này lại có một vườn hoa mẫu đơn cùng những loại chuyên trồng trong những nhà quan quyền. Chờ mọi người đều vào đại sảnh ngồi, Tả Giai Âm lệnh cho người dưới đi chuẩn bị trà, sau đó ra vẻ áy náy cười nói với Mạnh Thiên Sở: "Mạnh gia, gia phụ gần đây thân thể không được khỏe, do đó mới để chậm trễ thời gian. Hôm qua nghe Như Hàn đề cập đến việc mời thỉnh phu phụ Mạnh sư gia, Giai Âm tự chủ trương thỉnh các vị đến tiểu sân trang này ngắm chút phong cảnh nơi đây. Tuy ở đây hơi giản lậu đôi chút, nhưng cái gì cũng có, những món ăn món ta cũng mang chuẩn bị trước từ trong thành ra đây. Ở hoàn cảnh này tụ tập chắc phải vui vẻ một bữa mới được." Thì ra là chủ ý của Tả Giai Âm, Mạnh Thiên Sở cười nói: "Tả cô nương thật là chu đáo, sinh hoạt quen mãi trong thành, đến những chỗ như thế này vui thú điển viên cũng có một tư vị rất đặc biệt." Hạ Phượng Nghi nói: "Chúng ta gấp gáp đến thăm, cực cho Tả cô nương vì chúng ta mà bận rộn, thật là ngại quá." "Phu nhân làm thế là xa cách rồi, chúng ta vừa gặp đã như quen, tự nhiên không phải là người ngoài gì. Giai Âm và phu nhân rất có duyên, nếu phu nhân thích thì hãy thường đến sân trang nhỏ này của Giai Âm chơi đi." "Được à, chỗ này của Tả cô nương thật là đẹp, chúng ta nhất định sẽ đến thường xuyên cho mà xem." Mạnh Thiên Sở hừ thầm trong bụng: "Bà xạo, mấy tháng nữa là cô xách đít chạy te, cô đến chỗ này làm cái quỷ gì?" Tả Giai Âm cười kéo tay Hạ Phượng Nghi: "Chúng ta đừng có cô nương phu nhân mà gọi loạn nữa, xa cách lắm, chúng ta mới gặp như quen, hay là hãy xưng hô như tỷ muội đi. Giai Âm năm nay 19, còn phu nhân?" Hạ Phượng Nghi lén nhìn Mạnh Thiên Sở quay lại khẽ đáp: "Tiểu muội 18. "Vậy Giai Âm là tỷ tỷ rồi, đi, tỷ tỷ sẽ dẫn muội đi xem các chỗ trong sân trang, để hai người họ ở đây nói chuyện đi." Nói xong đứng dậy kéo tay Hạ Phượng Nghi đi. Hạ Phượng Nghi lại nhìn Mạnh Thiên Sở, thấy hắn gật đầu mới theo Tả Giai Âm đi. Phi Yến cũng theo sau họ. Tả Giai Âm mang Hạ Phượng Nghi đi qua những khóm hoa, nói cười cười quanh co một lúc, trước mắt chợt rộng mở, nhìn lại thì ra là một hồ nhỏ đầy sóng lăn tăn xanh ngắt.
Ở giữa hồ có một cái đình, trên đình có một biển đề, Tố Tâm Đình. Bọn họ đến cái đình hóng mát giữa hồ ngồi, xung quanh hồ đầu hoa kiểu diễm, giống như con thuyền trên biển hoa, gió nhẹ thổi phớt qua mang theo từng thoáng hương thơm tuyệt diệu. Hạ Phượng Nghi hít sâu một hơi rồi than: "Muội hiện giờ đã hiểu rồi, trên người tỷ tỷ vì sao mà lại mang một mùi hương hoa thắm đượm như vậy, thì ra là tỷ tỷ nhất mực sinh hoạt trong thế giới của hoa." "Đúng à, thóng bước giữa thế giới của hoa này có thể khiến người ta quên hết phiền não." "Đúng vậy, vườn này của tỷ tỷ thanh nhã, u tĩnh, thật là thiên đường của nhân gian." Hạ Phượng Nghi cảm khái, Tả Giai Âm hơi đắc ý: "Đa tạ muội muội đã khen, sơn lâm này là do cha ta trở về mới cho ta làm bán, lúc đó chỉ là chỗ đất trống thôi. Mọi thiết kế ở đây là đều do ý tứ của ta, phải dùng đến 2 năm đấy." Hạ Phượng Nghi cảm khái nói: "Cha tỷ đối với tỷ thật tốt." "Muội muội hiện giờ cũng không phải cũng cùng Mạnh gia sống với nhau rất hạnh phúc đó sao? Ai cũng có thể nhìn ra Mạnh gia đối với muội rất tốt." Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ, mỉm cười gật đầu: "Chàng ấy đối với muội đích xác là rất tốt." Xong quay sang hỏi: "Lý công tử đối với tỷ tỷ cũng thật tốt à? Tiểu muội thấy huynh ấy cái gì cũng nhường tỷ tỷ." Thần tình của Tả Giai Âm lập tức ảm đạm trở lại, khẽ lắc đầu: "Hắn không phải là người ta trung tình, chỉ là một vụ giao dịch mà thôi." Hạ Phượng Nghi ngẩn người nhưng không tiện hỏi kỹ. Tả Giai Âm nhìn về phương xa u uất nói: "Muội muội không phải người ngoài, cũng không cần phải giấu kỹ muội làm gì. Người trong lòng của tỷ tỷ đã rời tỷ tỷ rồi, không còn nhìn thấy được nữa." Hạ Phượng Nghi tĩnh lặng lắng nghe. Dù gì thì quan hệ của hai người cũng không cần gũi đến mức nàng có dũng khí dò hỏi bí ẩn đời tư của người ta thế nào. Hơn nữa nàng cũng biết rằng nếu như lời đã mở ra như thế, Tả Giai Âm sẽ nói tiếp mà thôi. Tả Giai Âm quả nhiên từ từ nói tiếp: "Ta và chàng ấy lần đầu tiên gặp nhau là tình cờ giữa chợ. Ngày ấy ta còn chưa được 14 tuổi, chàng ấy hơn ta 3 tuổi. Lúc đó hai chúng ta tuy chỉ gặp nhau một lần, nhưng vừa gặp đã chung tình. Chàng ấy trở về nhờ người mai mối đến nhà đề thân, mới biết tổ của chàng ấy cũng đã từng làm quan trong triều. Nhà chàng ấy cũng có thể coi là danh gia vọng tộc. Sau đó cha chàng ấy cả đời tuy gia đạo sa sút, nhưng việc làm ăn được, làm rất tốt, mẹ ta cũng vừa ý, cho nên đáp ứng ngay." "Sau đó thì sao?" "Sau đó đã định rõ là ta qua 14 tuổi mới gả đi. Nhà chàng ấy cũng thông tình đạt lý, đồng ý rồi. Sau đó chúng ta chiếu theo phong tục của cả hai, chúng ta đính hôn. Sau khi đính hôn, chúng ta đã từng lén gặp nhau mấy lần. Chàng ấy là nam nhân đầu tiên mà ta yêu, nhưng không ngờ lại ra đi mãi mãi không lâu sau đó. Chàng ấy khi lên kinh thành, dọc đường đã nhiễm phong hàn mất rồi." "À, tỷ tỷ quả là người mệnh khổ." Hạ Phượng Nghi nghe mà hai mắt đỏ bừng. Tả Giai Âm chỉ nhếch mép: "Kỳ thực cũng không có gì, vì dù sao cũng chưa chính thức thành thân. Sau đó mẹ ta có ý thối hôn, nhưng nhà bọn họ không đồng ý." "Vì sao? Người đã chết rồi thì còn lấy ai được nữa đây?" Hạ Phượng Nghi không hiểu. "Lúc đó mà ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó mới biết là họ định cưới ta cho đệ đệ của chàng." "Không phải chứ, định hôn cho ca ca mà gả cho đệ đệ sao?" Tả Giai Âm đứng dậy, một trận gió thổi nhẹ tới phất mái tóc trên trán nàng. Hạ Phượng Nghi rõ ràng là nhìn thấy chút lệ ở khóe mắt của nữ tử kỳ bí này. "Đúng vậy, sau đó mẹ trở về thương lượng với ta. Ta cũng biết cái khó của mẹ. Dù gì cô nhi quả mẫu chúng tôi muốn sinh hoạt ở chỗ này cũng không thể suy xét đến những điều liên quan, cho nên ta đã đồng ý." "Là Lý Như Hàn sao?" Hạ Phượng Nghi dè dặt hỏi. "Cái gì cũng không thoát khỏi mắt muội. Đúng vậy, chính là hắn. Ca ca của hắn là người trong tim của tỷ, tên là Lý Như Hiên." Tả Giai Âm u uất nói. Hạ Phượng Nghi định hỏi tiếp, Tả Giai Âm đã khẽ lau nước mắt, cố gắng gượng cười: "Muội muội, chúng ta về thôi, đừng để Mạnh sư gia chờ lâu quá. Hôm nay thì tỷ ta tự thân nấu nướng, làm cho muội muội mấy món ngon của Hàng Châu." Xong chuyển đầu nói với Phi Yến đang đứng phía sau Hạ Phượng Nghi: "Nha đầu, ngươi muốn học thì theo giúp ta một tay đi." "Dạ được." Phi Yến vỗ tay reo, cô nàng hiện giờ một lần muốn khiến cho món ăn của Tây Tử Tiểu Lâu của Mạnh Thiên Sở ngon miệng hơn chút. Nàng Tả Giai Âm này rõ ràng là được danh sư chuyển làm cho món ăn nổi tiếng của Hàng Châu chỉ điểm, rất sành sỏi. Phi Yến có được cơ hội này đương nhiên là rất vui. Trở về phòng khách sân trang, sau khi báo cho Mạnh Thiên Sở và Lý Như Hàn biết, Tả Giai Âm liền mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến vào nhà bếp. Lần đầu tiên thấy Tả Giai Âm vén tay áo làm đồ ăn, mắt của Hạ Phượng Nghi đứng bên cạnh sáng rực lên. Nàng cũng là người thích làm món ăn, nhưng không ngờ Tả Giai Âm lại làm đồ ăn đến mức là một thú vui như vậy.
Những thứ hoa cổ, dã thảo bình thường ở ruộng rẫy đều được Tả Dễ Âm đưa vào nhà bếp. Nàng ta vừa làm vừa giảng giải cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cách dùng của các loại thực vật và vị đạo cùng chỗ hay của chúng khi nấu nướng, khiến cho Hạ Phượng Nghi đại khai nhãn giới. Ba người ở trong nhà bếp, một người nói rất say sưa, hai người còn lại nghe rất chuyên tâm, ngay cả Mạnh Thiên Sở và Lý Như Hàn đi vào cũng không hề phát hiện. Hai nam nhân không lên tiếng, chỉ hiểu ý nhau, cùng đứng một bên, hứng chí nhìn và nghe, cho đến khi ba nữ nhân tạo hình xong mấy món ở khay, rồi ngước đầu lên mới thấy họ đứng đó từ lúc nào. Hai người tiến vào khi nào vậy? Hạ Phượng Nghi giận trách, thậm thà thậm thụt định dọa chết người sao? Mạnh Thiên Sở mỉm cười bước lên nói, người xưa thường nói, tú sắc khả san, sắc đẹp thì có thể ăn, hôm nay coi như đã hiểu hàm nghĩa bên trong rồi. Thì ra không những tú sắc khả san mà những món ăn do nữ tử mỹ lệ làm còn có hương thơm sực nức, càng đáng ăn hơn. Lý Nhĩ Hàm cũng cười cười bước tới trước, Mạnh huynh nói phải lắm, không sợ Mạnh huynh cười, tiểu đệ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Giai Âm làm đồ ăn. Trước đây cũng chỉ nghe nàng ấy là hảo thủ trong nhà bếp, nhưng nhất mực không có duyên được xem. Hôm nay nhờ phúc của Mạnh huynh và phu nhân rồi. Vậy ư? Mạnh Thiên Sở không nghe lời đối đáp của Tả Dây Âm và Hạ Phượng Nghi, đương nhiên không biết nguyên do bên trong, nhìn không được thắc mắc tại sao đính hôn rồi mà cô nàng Tả Dây Âm này còn chưa làm một bữa nào ra trò cho vị phu quân tương lai ăn. Tả Dây Âm hơi bối rối nhìn Mạnh Thiên Sở nói, Mạnh gia nói chơi rồi, Dây Âm chỉ cùng muội muội trao đổi về nghề nấu ăn, ngon hay không ngon còn chưa biết đây. Được rồi, hai vị đại gia còn có gì muốn nói, đến thì đến lúc ăn hãy nói. Hiện giờ Dây Âm mà hầu chuyện với hai người thì bữa cơm này ăn không thành đâu. Mạnh Thiên Sở và Lý Nhã Hàn cười xòa lui ra, Giai Âm đóng kín cửa nhà bếp sau lưng họ. Hai người trở về phòng khách, vừa rồi nhất mực nói chuyện phiếm để rút ngắn cự ly, hiện giờ Mạnh Thiên Sở chuẩn bị điều tra án kha chủ trúng độc. Mở lời thế nào thì hắn cũng đã nghĩ ra, vỗ đùi một cái tùy tiện hỏi, Lý huynh, có chuyện huynh nói coi, có tấu xảo hay không chứ? Hả, là chuyện gì? Ta nghe nói các nghệ kỹ kỹ nữ chỉ đàn hát không bán thân trên hoa thuyền Tây Hồ vang danh tứ hải, tối qua nhất thời tâm huyết chợt đến, mang theo nương tử và tiểu nha hoàn giả trang thành nam nhân cùng một bằng hữu đi hoa thuyền ở Tây Hồ chơi. Huynh nói coi, chúng ta lên hoa thuyền nào? Là hoa thuyền nào? Trong mắt của Lý Nhã Hàn thoáng tia bất an kỳ dị. Ấn Nguyệt hoa thuyền, huynh nói coi có trùng hợp hay không? À, đúng là quá trùng hợp rồi. Lý Nhã Hàn tùy miệng đáp, đột nhiên cảm thấy lời này có chút không phải, nhưng thu lại không kịp nữa rồi. Hả, vì sao mà Lý huynh cho rằng tấu xảo như vậy chứ? Mạnh Thiên Sở chụp lấy câu này, nhìn chằm chằm vào Lý Nhã Hàn mỉm cười hỏi, xảo, cái này Mạnh huynh vì sao lại cho rằng là tấu xảo vậy? Lý Nhã Hàn này phản ứng cũng rất nhanh, hỏi ngược lại ngay. Mạnh Thiên Sở giả bộ ngẩn người, sau đó cười ha hả đáp, Lý huynh thật là có ý tứ, là như vậy, khi chúng ta đến vô ý, nói đến chuyện tang lễ của kha chủ công tử, của chi phủ đại nhân, tú bà của Ấn Nguyệt Hoa Thuyền, chen lời nói, ngày hôm trước đó, kha chủ cùng và Lý huynh cũng có đến chơi Ấn Nguyệt Hoa Thuyền, huynh nói coi, chỗ này có tấu xảo hay không? Đúng là trùng hợp, không sai, chứ hôm kia ta cùng kha chủ có đến hoa thuyền đó, sau đó tiểu đệ cũng nhận thấy thật là tấu xảo. Nghe nói Lý huynh và kha chủ công tử là anh em họ, đúng không? Đúng rồi. Lý Nhã Hàn nói đến chuyện này thì vô cùng đắc ý, nhưng tiếp theo đó thì tần tình ảm đạm lại ngay, thở dài lắc đầu. Rất tiếc cậu ấy trẻ tuổi mà chết sớm. Đúng à, có thể thấy cảm tình của hai huynh đệ huynh là rất sâu sắc rồi. Đúng vậy, hôm kia cùng ăn uống, cùng nghe hát, chớp mắt là người không còn, quả thật là thế sự vô thường mà. Chuyện này quả thật là đột nhiên, nghe nói kha chủ lúc bình thường thân thể rất tốt, sau đang khỏe phây phây, vậy mà chết đi, có khi nào có người hạ độc cho cô ấy không? Lúc Mạnh Thiên Sở nói lời này, hai mắt không bỏ sót cử chỉ nào của Lý Nhã Hàn. Lý Nhã Hàn cả kinh hỏi lại, không phải chứ? Ngẫm nghĩ một lúc y gật đầu, sư gia nói lời này cũng có lý, ta cũng tự hỏi sao, biểu đệ tự nhiên đang khỏe như voi vậy mà lại chết đi, chỉ sợ đúng là có người hạ độc cho đệ ấy rồi. Huynh và cậu ta thân như vậy, theo huynh thì có ai có khả năng hạ độc cậu ấy không? Lý Nhã Hàn lập tức lắc đầu, cái này ta không dám nói loạn. Ngày đó ta và đệ ấy chỉ ở với nhau một thời thần, sau khi giờ Ấn Nguyệt Hoa Thuyền xong, chúng ta chia tay ngay. Vậy à, vậy cậu ấy có khả năng đi với ai không? Cái này cũng khó nói, bằng hữu của đệ ấy nhiều lắm, ngay ta cũng không biết hết được.
Mạnh Thiên Sở cảm thấy lạnh người. Thì ra là phạm vi mà hắn cho là nhỏ lại nhiều như thế. Nếu như lời Lý Như Hàn nói là đúng thì phạm vi kẻ hiểm nghi rõ ràng là rộng và phiền phức vô cùng. Hắn lại hỏi: lúc hai người ở với nhau, huynh có phát hiện cậu ấy có gì không phải không? Lý Như Hàn nhìn Mạnh Thiên Sở liền nói: Mạnh huynh, có phải là cậu ta nhờ huynh tra án này không? Người thật không ngốc. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ. Mạnh Thiên Sở thấy lời đã nói rõ ra, Lý Như Hàn cũng phối hợp, không phải là kẻ con ông cháu cha làm trời làm đất như hắn đoán lúc đầu, nên mỉm cười gật gật đầu đáp: đúng vậy, nói thật với huynh, kha chủ chi phủ ủy thác tiểu đệ tra án này, nhân vị hiện giờ đã có chứng cứ chứng minh là kha chủ trúng độc mà chết đi. Căn cứ suy đoán thời gian trúng độc vào ngày kia, khoảng trước hay sau lúc hai người đi chơi du thuyền. Lý Như Hàn cả kinh đứng dậy: ta không có đầu độc giết kha chủ nha, nó là biểu đệ của ta, ta giết nó làm cái gì chứ? Mạnh Thiên Sở hô tay để y ngồi xuống. Nếu như tiểu đệ nhận huynh là hung thủ thì không thể trực tiếp báo cho huynh hay, mà từ một góc độ nào đó thu thập chứng cứ bắt huynh về quy án. Đệ chỉ muốn huynh giúp suy nghĩ xem kha chủ có khả năng uống nhầm phải độc dược hay là có ai có khả năng giết chết kha chủ không thôi. Lý Như Hàn bây giờ mới thở phào, miễn cưỡng cười: đa tạ Mạnh huynh minh xét. Sau khi ngồi xuống ghế, y cúi đầu suy nghĩ, lát sau lắc đầu: ai có khả năng đầu độc giết hắn thì đệ đây chẳng có thể nói chuẩn xác được. Cậu ấy có quá nhiều bằng hữu, nữ nhân cũng quá nhiều, suốt ngày từ sáng đến tối đều chơi gái uống rượu, ai biết hắn bị hạ độc ở chỗ nào đây. Bằng hữu của cậu ấy có nhiều cũng không thể đồng thời gặp hết được. Hiện giờ chúng ta chỉ cần xác minh ngay ngày kia cậu ấy rốt cuộc đã gặp ai. Quan hệ của hai người rất tốt, giúp đệ nghĩ thử coi. Lý Như Hàn nhíu mày suy nghĩ, từ từ nói: đêm hôm trước nữa chúng ta cùng uống rượu với nhau, nói rõ là ngày hôm sau đi chơi hoa thuyền, nhưng do chúng ta đi chơi khuya về nên trưa hôm đó ta dậy rất muộn, gần đến trưa rồi mới dậy. Ta liền đến chỗ gặp mặt cũ, hắn ở đó uống một bình trà theo thói quen, sau đó cùng đi chơi. Ngày đó hắn dậy cũng rất trễ, ta đến trà quán chờ khá lâu mà hắn vẫn chưa đến. Mạnh Thiên Sở hỏi: trước đây cậu ta dậy muộn như vậy sao? Thường là như vậy, nếu như đêm hôm trước chơi khuya thì hôm sau phải gần tới trưa mới dậy. Những công tử ăn chơi chỉ biết ăn uống hưởng lạc tối ngày đều có thói quen đó, tối không ngủ, sáng không thèm dậy. Mạnh Thiên Sở hỏi tiếp: sau đó thì sao? Sau đó ta chờ hắn một lúc nữa thì hắn đến, hai chúng ta lại uống bình trà. Đêm trước do ăn thịt uống rượu nhiều nên không muốn ăn món gì nữa, chỉ bảo bà chủ ở đó cho hai tô mì, ăn xong tinh thần khôi phục rồi thì chúng ta đến Ấn Nguyệt Hoa Thuyền ở Tây Hồ uống rượu nghe hát. Chỉ hai người thôi sao? Đúng vậy, vốn ra ta đề nghị gọi thêm mấy người, nhưng hắn nói chờ một lúc còn có chuyện, do đó không gọi. Mạnh Thiên Sở chợt động tâm: có chuyện, có chuyện gì? Hắn không nói, ta cũng không hỏi, nhưng thấy thần tình vui vẻ của hắn dường như là có chuyện gì đó rất vui. Chuyện vui? Huynh đoán xem hắn có chuyện gì vui? Cái này cũng khó nói, có thể là phát hiện tiểu nương tử xinh đẹp ở chỗ nào đó. Thế nhưng nếu quả là như vậy thì hắn không có lý do gì không cho ta biết cả. Trước đây gặp phải tiểu nương tử nào xinh đẹp hắn đều kêu ta, hoặc có thể là hắn hẹn gặp ai đó không tiện mang ta theo. Cuộc hẹn ư? Rất có khả năng. Mạnh Thiên Sở suy ngẫm, căn cứ vào lời kha chi phủ nói thì kha chủ sáng đó ngủ ở nhà, trưa mới đi, điểm này phù hợp với lời Lý Như Hàn nói. Còn sau giữa trưa đại khái một thời thần, cũng là giờ mùi, thì kha chủ và Lý Như Hàn ở trên hoa thuyền Ấn Nguyệt ở Tây Hồ. Xem ra ngoại trừ tú bà nghệ kỹ Liên Y ra, không có ai tiếp cận qua với hắn, khả năng hạ độc không lớn. Sau đó kha chủ đến canh một tối đó mới về tới nhà. Thời gian có khả năng bị hạ độc nhất là từ thời gian mùi cho đến giờ tuất, tức khoảng từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. Kiểm tra dạ dày của kha chủ thấy độc vật, cho thấy có khả năng bị người ta hạ độc vào thức ăn hoặc ăn nhầm phải thực vật có độc. Do đó có khả năng nhất là cơm ăn tối bị trúng độc. Hiện giờ cần phải tra rõ là vào tối hôm đó kha chủ ăn cơm với ai, người này chính là hiểm nghi, nghi phạm tội lớn nhất. Mạnh Thiên Sở liền hỏi: Lý công tử, huynh nghĩ kỹ lại coi kha chủ có khả năng gặp gỡ ai? Lý Như Hàn ngửa cổ suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu: ta thật nghĩ không ra hắn phải gặp ai mà không tiện mang theo ta. Bình thường chúng ta đi tìm nữ nhân đều gần như hình ảnh không rời. Mạnh Thiên Sở nghe ý nói đến chuyện tìm nữ nhân một cách quá tự nhiên, giống như ăn cơm đi đường như vậy, thầm nghĩ: Tả Gia Âm sinh tính cao ngạo, với đức tính tìm hoa vẫn liễu khắp nơi như ngươi, hèn hạ nàng ta chẳng tôn trọng gì.
cần phải biết vô luận là nữ nhân thông tình đạt lý thế nào cũng không để cho nam nhân của mình đi đeo đuổi nữ nhân khác mà chơi chơi như không. Họ không dám nói là một chuyện, trong lòng không vui vẻ, đớn đau, thậm chí dằn vặt, nửa hờn ghen lại là một chuyện khác. Lý Như Hàn nhòm người nhìn vào nhà bếp nói: sao mà chưa làm xong vậy, chờ đến mệt luôn rồi. Nói xong y ngáp một cái thật dài. Mạnh Thiên Sở cười to: đúng rồi, xem ra họ chuẩn bị bữa ăn này thật cầu kỳ. Từ từ thì cháu mới nhừ, thiếu gia ngài không nghe cũng nói đó hay sao? Phi Yến cười hi hi bước ra: cơm nước đã chuẩn bị xong, mời hai vị ra nhà ăn. Hai người mừng rỡ vội vã đứng dậy theo Phi Yến vào phòng ăn. Trên bàn đầy mỹ vị giai hào, hương vị màu sắc đều tuyệt hảo, xem mà khiến con sâu đói trong bụng hai người động đậy liên hồi. Lý Như Hàn kỳ thực không giỏi uống rượu, Hà Phượng Nghi cũng nhắm môi chút chút mà thôi. Mạnh Thiên Sở vốn cho rằng chỉ còn có mình tự rót tự uống, không ngờ Tả Dư Âm đề nghị cùng hắn uống vài ly. Lần này Mạnh Thiên Sở quả là lần đầu tiên kiến thức tiểu lượng của nữ nhân. Hắn vốn cho rằng tiểu lượng của mình không tệ chút nào, không ngờ tiểu lượng của Tả Dư Âm còn có phần hơn. Uống đến cuối cùng hai người uống say khướt. Lý Như Hàn nói trong nhà có chuyện muốn cáo từ trước, ngày khác sẽ đến thỉnh Mạnh Thiên Sở đến nhà mình chơi, sau đó xuống núi ngồi xe ngựa bỏ đi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đưa Mạnh Thiên Sở về phòng nghỉ. Mạnh Thiên Sở mơ mơ hồ hồ, dường như người phải hương vị quen thuộc, chỉ nghe đầu óc quá choáng váng, nói không nên lời, cứ mặc cho Hạ Phượng Nghi cởi y phục đắp mền rồi ngủ thiếp đi. Tả Gia Âm tuy uống rất nhiều nhưng không muốn ngủ, đi vào phòng thăm hắn, phát hiện Mạnh Thiên Sở đã ngủ rồi. Hạ Phượng Nghi đang ngồi kế bên quạt đuổi mũi cho hắn, không khỏi bật cười nói: muội muội quả là lo lắng từng ly từng tí cho Mạnh sư gia à? Tỷ tỷ ta đã kêu người nấu cháo đậu xanh ủ lạnh, lát nữa huynh ấy tỉnh uống sẽ tỉnh rượu thôi. Hạ Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi: vừa rồi ta thấy tỷ tỷ cũng hơi say, sao bây giờ lại không có gì vậy? Tả Gia Âm cười đáp: ta ở trong phòng luyện công một chút đẩy rượu ra ngoài rồi uống hai chén tỉnh tiểu thang là tỉnh rồi. Phi Yến ở bên cạnh chen lời: thần kỳ vậy ư, Tả cô nương có thể dạy môn công phu đó cho thiếu gia em không? Sau này người uống say khó chịu rồi sẽ dùng biện pháp đó mà giải rượu. Hạ Phượng Nghi lườm Phi Yến một cái: em nói cái gì vậy, công phu này có thể tùy tiện truyền cho người hay sao? Phi Yến lầu bầu: cái đó cũng không nhất định mà, Tả cô nương đối tốt với thiếu gia như vậy, truyền cho thiếu gia thì đâu có sao đâu. Tả Gia Âm cười cười: nếu luận về võ công thì ta thấy thiếu gia nhà em thân hình bộ pháp đều là kẻ có nghề, công phu chỉ sợ không dưới ta, còn đến lượt ta dạy huynh ấy hay sao? Hơn nữa dùng công phu bức rượu là vì nữ nhân chúng ta muốn tự chiếu cố, tránh uống say rồi xảy ra chuyện mất mặt. Còn nam nhân thì bất đồng, bọn họ uống rượu e rằng chính là vì trạng thái này. Có thể tiếng họ nói chuyện với nhau hơi lớn nên Mạnh Thiên Sở trở mình chép miệng. Mọi người ngưng mặt chờ một lúc, thấy Mạnh Thiên Sở ngủ say rồi, Hà Phượng Nghi mới đưa quạt cho Phi Yến bảo cô ả tiếp tục quạt, rồi hạ giọng nói với Tả Gia Âm: tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Hai người nhón chân ra khỏi phòng, bước ra vườn. Hạ Phượng Nghi nhắc cho Tả Dây Âm một cái ghế trúc. Tả Dây Âm tiếp lấy, áy náy nói: ai ra, để muội muội lấy giúp ta như vậy, sao có thể được chứ? Hạ Phượng Nghi cười nói: có gì đâu mà không được. Lúc này một người hầu nhẹ bước tiến tới, nhỏ giọng thưa: phu nhân có cần mang dưa hấu tới không? Tả Dây Âm gật đầu, người hầu liền lui ra. Bên cạnh muội muội sao không có nha hoàn hầu cận nào hết vậy? Như vậy không phải là bất tiện quá sao? Lúc nhỏ thì có, lên 10 tuổi thì mẫu thân không cho nha hoàn ở cạnh ta nữa, nó sẽ làm cho ta lời nhác. Những sinh hoạt bình thường đều do bà vú của ta chiếu cố, sau đó ta cũng quen đi rồi. Thế nhưng muội vẫn cảm thấy những người hầu bên cạnh tỷ đều rất hiểu ý, không cần tỷ phí tâm, mỗi chuyện đều phải tận miệng ra lệnh. À, lưu ở bên cạnh ta đều là những người hầu lâu năm, đều là những kẻ nhìn ta lớn lên, biết tính cách của ta, do đó cũng khiến ta bớt lo đi nhiều. Trong lúc nói chuyện, người hầu đó đã mang dưa hấu đã cắt ra đặt trên bàn. Tả Gia Âm đứng dậy lấy cho Hạ Phượng Nghi một miếng, ăn vào ngon ngọt thơm lừng, mắt miệng vô cùng. Muội muội cảm thấy thế nào? Tả Gia Âm cũng lấy một miếng ăn. Ngon lắm, ở chỗ tỷ cái gì cũng ngon, có nhiều thứ ngon hơn bên ngoài nhiều. Hạ Phượng Nghi không khỏi cảm khái. Tả Gia Âm cười: đây là sư phụ của ta trồng trong vườn, người thích những thứ hoa cỏ, những hoa cỏ trong vườn mà muội thấy đều do người trồng hết đấy. Sư phụ của tỷ ư? Hà Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi. Tỷ đáng ra phải dẫn muội đi ra mắt lão nhân gia người, muội muốn thỉnh giáo người một chút về cách trồng hoa cỏ,
sau này về rồi muội sẽ trồng trong vườn một ít. Tả Giai Âm lấy lại vỏ dưa mà Hà Phượng Nghi đã ăn xong, đưa tiếp mứng nữa nói: sư phụ của ta tính tình cổ quái, muội muốn gặp e rằng sẽ thất vọng, vì người trước giờ không gặp người ngoài. Vậy ư? Vậy thì tiếc quá rồi. Hà Phượng Nghi không khỏi tiếc rẻ nói: muội muội thích hoa thì cứ hỏi ta là được, những thứ sư phụ thường trồng ta ít nhiều đều biết. Vậy là tốt quá rồi. Hà Phượng Nghi cười nói. Hai cô gái ở ngoài phòng nói chuyện phiếm, Phi Yến thì ở trong phòng quạt cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở trong cơn mê ngủ chợt thấy một người đi vào phòng, nhưng không nghe được tiếng bước chân. Người đó đến cạnh giường, Mạnh Thiên Sở bây giờ mới phát hiện đó là nữ nhân khoảng 40 tuổi, dáng vẻ xinh tươi nhưng dung nhan tiểu tụy. Mạnh Thiên Sở định lên tiếng nhưng mở miệng không được, chỉ còn biết trơ mắt nhìn. Nữ nhân đó chỉ đứng ở bên giường, biểu tình cứng ngắc, đột nhiên trợn mắt há to miệng, nhe ra hàm răng trắng nhợn, gầm gừ: tất cả đều đáng chết, tất cả đều đáng chết, đều đáng hóa thành cát bụi, trở về với cát bụi. Mạnh Thiên Sở sợ hãi hét lên một tiếng lớn tỉnh lại, bấy giờ mới cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Phi Yến vội nhẹ đặt tay lên vai Mạnh Thiên Sở: thiếu gia, gặp ác mộng sao? Đừng sợ, Phi Yến đang ở bên cạnh người đây. Phi Yến khe khẽ nói, kéo Mạnh Thiên Sở trở về từ cơn ác mộng. Hắn lắc mạnh đầu nhìn xung quanh, không thấy những nhân khủng bố đó, chỉ có nha đầu xinh đẹp Phi Yến đang thương xót nhìn mình. Lúc này, Tả Gia Âm và Hạ Phượng Nghi nghe Mạnh Thiên Sở la thét, tưởng là xảy ra chuyện gì, vội chạy vào. Nghe Phi Yến nói là Mạnh Thiên Sở đã gặp ác mộng mới thở phào, đều nhận miệng cười. Hạ Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi Mạnh Thiên Sở gặp ác mộng gì, hắn liền đem chuyện nữ tử khủng bố ấy nói ra. Phi Yến nghe xong có vẻ kinh hoàng nhìn quanh, lầu bầu nói: hay là trong phòng này có thứ gì đó không sạch sẽ? Hạ Phượng Nghi vội chọc vào eo nàng: nói bậy cái gì đấy? Tả Gia Âm hơi nhíu mày: phòng này trước đây cha mẹ ta có ở qua, hai người họ đều đến tránh nóng vào mùa hè ở đây, còn thì không có ai ở đây cả. Hơn nữa cha mẹ ta còn khỏe mạnh, phòng này xem ra là không có vấn đề gì. Phi Yến nói: Tả cô nương, không phải nói nơi này trước đây là hoang sơn sao? Có khi nào có cô phần dã quỷ gì đó hay không? Hạ Phượng Nghi chừng mắt: em không dọa chết người, không cam tâm sao? Phi Yến lẻ lưỡi, vội nín thinh. Hạ Phượng Nghi hỏi: hai bác năm nay sao không đến đây tránh nóng vậy? Mấy ngày nay khí trời Hàng Châu càng lúc càng nóng, nóng hơn trước nhiều. Gia phụ gần đây thân thể không bằng trước, ta nghe sư phụ nói không được ra gió, tự nhiên không có khả năng đến đây rồi. Phụ thân không đến, mẫu thân cũng nhất định không đến rồi. Cảm tình của hai người ấy thật là tốt. Hạ Phượng Nghi cảm khái nói: đúng vậy. Tả Giai Âm gật đầu. Ngủ xong một giấc lại gặp ác mộng, Mạnh Thiên Sở tỉnh rượu luôn, liền cáo tử ra về. Hạ Phượng Nghi vốn định xin ít giống hoa đem về trồng, nhưng Mạnh Thiên Sở nguyên ngăn: nó là loại hoa này trồng ít không đẹp, để sau này mua được chỗ nào đó rộng rãi thì hãy đến xin. Nếu như hắn đã nói như vậy, Hà Phượng Nghi cũng không còn kiên trì gì nữa. Tả Giai Âm đưa họ đến cửa trang viên mới chào tạm biệt. Xe ngựa của bọn Mạnh Thiên Sở từ từ rời xa. Hắn vén rèm cửa nhìn Tả Giai Âm trang viên từ từ nhỏ lại, trong lòng có cảm giác như mất thứ gì đó. Trên đường trở về, Mạnh Thiên Sở tập trung trí não vào suy nghĩ án của Kha chủ, xét xem y cùng ăn tối với ai, cảm thấy điểm này cần phải tra ra trước nhất. Nhưng làm sao tra ra đây? Kha chủ không mang Lý Nhĩ Hàn theo, do đó gã này không thể biết. Kha chủ trở về nhà thì trời đã tối, nửa đêm thì độc phát mà chết. Trong đó suốt thời gian trước chết cứ ngủ mê, nên trong chi phủ nha môn không ai biết được Kha chủ đi đâu cả buổi chiều. Xem ra phải tiến hành mò kim đáy biển thôi. Thế nhưng có một điểm khiến Mạnh Thiên Sở yên tâm, đó là Kha chủ dẫu sao không phải là người thường, mà là đại công tử của chi phủ Hàng Châu, lại thích tầm hoa vấn liễu, bạn bè khắp nơi, khẳng định là nhân vật có tiếng. Do đó chỉ cần đi ăn cơm uống rượu ở những quán trong Hàng Châu Thành thì nhất định có thể tra ra. Trên đường, Hà Phượng Nghi đem chuyện nàng cùng Tả Giai Âm chuyện trò ở Hồ Tâm Đảo nói ra, khiến cho Mạnh Thiên Sở càng kinh ngạc. Xem ra Tả Giai Âm còn quá nhiều bí mật nhìn không thấy. Một chiêu chế địch của nàng ta, rồi cái thẻ bài khiến cho người của Đông Hán chạy dài, và những đóa hoa kiểu diễm mọc đầy núi, hiện giờ lại thêm cuộc hôn nhân kỳ diệu của hai người con trai của Lý Đại Viên Ngoại, càng khiến cho Mạnh Thiên Sở nhìn không thấu, quả thực là một nữ nhân thần bí vô cùng. Trở về chỗ ở của huyện nha, trời đã sụp tối. Mạnh Thiên Sở lập tức gọi Vương Bộ Đầu lại, lệnh cho ông ta phái bộ khoái đi dò la khắp nơi, xem coi buổi chiều đó Kha chủ đi ăn ở đâu, xuất hiện ở địa phương nào, cùng tiếp xúc với những ai. Vương Bộ Đầu lập tức lĩnh mệnh đi ngay.
ở Gia Âm Sơn Trang vào buổi trưa chỉ cố uống rượu, không ăn được gì nhiều, nên Mạnh Thiên Sở đói bụng sôi dần dột. Mạnh Thiên Sở giao việc cho Vương Bộ Đầu xong, định đòi đi ăn cơm thì Phi Yến đã tự đi làm món ăn. Áp dụng những món ăn đã học ở Gia Âm Sơn Trang, hôm nay làm thật ngon chờ Mạnh Thiên Sở ngồi vào bàn. Bụng đói cái gì cũng ngon, huống chi là mỹ vị giai hào do Phi Yến chuyên tâm nấu nướng, cho nên bữa ăn này đối với Mạnh Thiên Sở thật là sướng khoái. Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở đang cùng Mộ Dung Huynh Tuyết xử lý công vụ ở thư phòng thì Vương Bộ Đầu mặt đầy vẻ hớn hở chạy vào, báo cáo cho hắn biết là đã tra ra chỗ đi của kha chủ hôm đó, chính là chi vị quán của Tà Gia Âm. Chiều hôm trước khi chết, kha chủ đã đến chi vị quán ăn cơm. Vòng đi quẩn lại, không ngờ chuyện lại tập trung lên người Tả Gia Âm. Hiện giờ nữ nhân thần bí này lại có thêm một tầng mơ hồ mới. Mạnh Thiên Sở quyết định thăm chi vị quán lần nữa, nhưng một mình hắn đến có vẻ quá lộ liễu, nên gọi luôn Hạ Phượng Nghi, Phi Yến và Vương Bộ Đầu cùng đi. Vì dù gì hiện giờ cũng gần đến trưa, cũng sắp đến giờ ăn rồi. Bốn người ngồi xe ngựa của xe môn đến chi vị quán, thấy khách trong tiểu lâu đông nghịt, chuyện làm ăn có vẻ phát đạt vô cùng. Trưởng quầy thấy bọn họ đến, biết là bằng hữu của cô chủ, vội bước tới đón, ra vẻ áy náy xin lỗi. Thật là ngại quá, Mạnh gia, mọi nhã gian đều đầy người hết rồi, ngài xem. Miệng của Phi Yến hơi động, lại định bỏ tiền ra mua chỗ ngồi, nhưng hiện giờ không phải là lúc trước, nên lén lén nhìn Hạ Phượng Nghi, thấy nàng ta lắc đầu, vì cảm thấy làm vậy sẽ khiến cho Mạnh Thiên Sở nhớ đến chuyện hai người làm nhục hắn lúc trước. Thêm một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, im lặng chờ phát tài hay hơn. Mạnh Thiên Sở cười cười nói với trưởng quầy: không hề gì, cứ ngồi trong đại sảnh đi, hôm nay khách đông, ông bận lắm, đừng quản chuyện chúng ta làm gì, có chuyện ta sẽ gọi tiểu nhị được rồi. Cô chủ Tả cô nương của ông đâu? Tả cô nương có việc ra ngoài, chờ lát nữa sẽ quay về. Điếm trưởng quầy cười ha ha đáp, rồi dẫn bốn người đến một góc phòng ăn lớn ngồi, dặn người mang nhanh cơm nước, dĩ nhiên là đồ ăn vô cùng thịnh soạn. Nhân thời gian trống lúc dọn cơm, Mạnh Thiên Sở kéo trưởng quầy vào một góc, hạ giọng hỏi: có sự tình ta muốn hỏi ông tất phải như thật hồi đáp. Dạ dạ. Trưởng quầy gật đầu khúm núm nói: y hiện giờ biết Mạnh Thiên Sở là hình danh sư gia của huyện Nhân Hòa, của Hàng Châu, ắt là có chuyện liên quan đến án gì đó cần phải hỏi. Kha chủ công tử của Kha Chi Phủ chết rồi, ông biết chưa? Dạ biết, nghe nói khuya hôm đó chết, trong ngày cậu ta còn đến quán của chúng tôi ăn cơm, uống rượu nữa. Hôm nay có bộ khoái của nha môn đến thám thính tình huống, tiểu nhân đã như thật báo cáo rồi. Vậy à, vậy ông kể lại cho kỹ tình huống hắn đến ăn cơm hôm đó ta nghe xem. Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.